bữa tiệc hôm nay xiết vui, chính tay chú công rót rượu thưởng cho đại ca đó. Đặc ân ấy nghe, thường là các bậc quốc sư mới được hưởng. Chú công thôi à, còn các quan mỗi người mỗi chén, không nắm mời rượu đại ca nữa kìa. Ta hỏi các em chứ bữa tiệc do chú công khoản đãi hôm nay đó, cái gì đẹp nhất? Dạ cái để tôi hỏi là tôi hiểu rồi. Cái đẹp nhất đó là chén dĩa tô tổ bầu rượu, cái gì cũng đẹp. Chưa đủ còn lần nữa, các mệnh phụ phu nhân, quận chúa, tiểu thái, ta muốn nói điều đó đó, chính những cái đẹp đó mới đáng cho bọn trẻ chúng ta chú ý. Nhất là cái bọn tên bay đầu ngựa giáo lang mặt thành như chúng ta. Đại ca thành thật lắm. Rồi sao nữa? Sao nữa đại ca? Ta tiến đến một người con gái đẹp nhất chào nàng. Nàng chào ta một cách lễ phép và kiêu hãnh. Tên của ta là gì? Con ơi, đại ca nói lẹ đi nghe nóng quá. Tên của nàng rất đẹp. Tên gì đại ca? Thủy Cúc. Thủy Cúc. Tên đẹp. Đẹp cái gì? Đẹp. Ta hỏi và nàng trả lời như vậy, ta lại hỏi về lai lịch và thân thế của nàng thì mới biết hiện giờ nàng sống độc thân, chưa chết độc thân, với 17 cái xuân nhưng cô độc giữa cuộc đời. Thế là sắc bài đã hành ngộ, sao đại ca cho là thất bại. Nàng lóng lẫy như tiếng Nga, nhưng tình lạnh như cửa chùa. Tục ngữ có câu rằng, ngồi 3 năm trên phiên đá, dầu đá chi vô tình, nhưng nghe tất nhiên phải nóng. Giá lại đại ca đây đường đường là một viên thượng tướng, để tưởng rằng phiên đa kia chỉ cần ngồi có 3 hôm. Lầm, Thủy Cúc đã cự tuyệt, dù biết ta là nguyên bá của mạch. Nàng bỏ ta một mình dưới cội anh đào. Vô phép. Ai? Con nhỏ đó đó. Hiền đệ biết nàng là cái gì của chú công không? Ai chết. Của ai chứ của chú công rồi, thấy mẹ rồi. Ông già tiểu đệ còn không dám động tới, chứ đừng nói về tiểu đệ. Em đừng hiểu lầm câu nói của ta. Nàng sắp là dâu của chú công, là vợ hứa hôn của thế tử Ngũ Châu, con trai duy nhất của chú công đó. Các em có thấy nhục chưa? Ta đã trót ngỏ lời cầu hôn với nàng khi mới nghe nàng hiện sống độc thân. Nhưng con nhỏ đó là con ai? Cha mẹ nàng đã qua đời, phụ thân nàng thở sanh tiền là bạn thân của chú công. Hứa hôn cũng mặc kệ nè. Đại ca không xứng đáng hơn thế tử sao? Nếu chưa sai thì hiền đệ sẽ đứt đầu. Nên về hết đi cho ta nghỉ. Đại ca giận tụi em à? Đi. Ở chiến trường các ngươi là dũng sĩ, nhưng ở đây chỉ là hạng kiêu binh. Đi. Xin chào. Có phải ngài là thượng tướng Nguyên Bá? Dân, xin tôn huynh cho biết đại danh. Ngài có thấy xứng đáng với hai tiếng thượng tướng đó không? Luôn luôn tôi thấy mình chưa xứng đáng với lòng tin cậy của chúa công. Nhưng xin nhắc lại, tôn huynh là ai mới được chứ? Ta là chồng sắp cưới của Thủy Cúc đây. Thế tử Ngũ Châu? Chính ta. Buổi sáng danh dự của ta đã bị xúc phạm, đêm nay phải thanh toán. À không, ta đành xin lỗi thế tử. Muộn rồi. Vẫn còn kịp. Nếu thế tử biết rằng buổi sáng Nguyên Bá này đã uống quá chén, mèn chiến thắng đã làm cho nhà ngươi quên tôn ti thượng hạ, và nhất là làm cho nhà ngươi tưởng rằng cái vinh quang kia là miếng mồi ngon tuyệt diệu, nhất là các cô gái ngày thơ phải cho mắt say mê. Cho nên nhà ngươi bỏ ngang cuộc kỳ tiệc, đi tán tỉnh một vài nhân trước dàn võ ba hoàng. Hồi chiến thắng ở xa trường Nguyên Bá này có xa chi, vì một phút động lòng quá thành kẻ cuồng si. Đến giờ phút này đây trong lòng còn nghe nhục, còn hối hận ăn năn và thù oan chất mi.
men tình à. Thế tử đừng tiếp tục đẩy Nguyên Bá tôi vào thế hiểm. Người ta nhận lỗi, đấng trưởng phu đừng hẹp lượng. Xa kinh thành nhiều năm đến thế tử mà tôi còn không nhớ mặt nó gì đến vị hôn thê của thế tử. Đừng nói nhiều. Thế tử à, nàng đi đâu giờ này? Thủy Cúc, nàng lo cho sinh mạng của thế tử đó. À, còn ai lấp ló ngoài kia, cứ đường đường chính chính gặp Nguyên Bá tôi, có gì đâu mà phải ngại. Bạn của ta Lâm Vũ, con của thiền sư Đông Sơn. À à, hiểu rồi. Đêm nay Lâm huynh đến viếng Nguyên Bá tôi chắc là để trợ lực cho thế tử chứ gì. Nếu cần, chỉ một mình tôi thỉnh giáo thượng tướng. Quả là các ngươi đến đây với dụng ý gây sự. Ta đã xin lỗi nhưng bù lại không có một chút cảm thông nào. Đành vậy. Lâm huynh, coi chừng. Thế tử, Nguyên Bá, ngươi là tên háo sát. Ta đang giao đấu với Lâm huynh thì thế tử xông vào để hứng đường gươm. Nhưng ta đã dừng tay lại kịp lúc, chỉ khứa nhẹ một đường vào hông cho thế tử bớt nóng mà ra về ngủ cho ngon giấc. Thế tử, chúng ta về. Thượng tướng Nguyên Bá là một tay kiếm vô địch, chẳng những thừa tài mà còn thừa đức. Khi so kiếm với chúng ta, người không hề phi sức, và niềm tin ngồi lên ánh mắt. Đường gươm người như ngọn gió xuân, sinh mạng chúng ta chẳng khác cành đào. Muôn hoa rơi thì hoa tức khắc rơi, chỉ cần thêm chút gió mà thôi. Lâm huynh quả là một người đại lượng, đáng là con của một vị thiền sư. Biết Nguyên Bá tôi như vậy là đủ rồi, chỉ cần một câu cũng đáng bạn thâm giao. Lẽ phép của người là đường mật ở bên ngoài, không giấu được sự kinh người đầy vẻ mỉa mai. Nguyên Bá, hãy sẵn sàng. Ngũ Châu, thưa phụ vương, thỉnh chúa công vào tể xá để mạt tướng trần tình. Cảm ơn viên tướng kẻ của ta. Ta đã hiểu tự sự khanh bất tất phải trần tình. Ngũ Châu, dạ. Lúc thanh nhàn ta đã dạy con những gì? Ta có được giang sơn ngày nay là do ai? Tâu phụ vương, do lòng dũng cảm của ba quân tướng sĩ, do tay kiếm vô địch tức Đông Sơn thiền sư ngày nay. Còn gì nữa? Tâu, ta có được giang sơn là do Đông Sơn tráng sĩ. Nhưng từ ngày người trở thành thiền sư thì giang sơn này bền vững là nhờ ai? Tâu phụ vương, nhờ... Nhờ ai? Nhờ thượng tướng Nguyên Bá. À, ta đã từng nói với con như vậy phải không? Tâu, phải. Thượng tướng rời kinh thành vào lúc con 16 tuổi. Mấy năm chinh chiến gian lao mới trở về, ta coi như chính ta thoát vòng nguy hiểm. Chính ta được sống lại nên mới thích đại yên linh đình, mời cả thiền sư đến dự, để cùng ta chia bớt niềm vui khi dứt đoạn ở biên cương. Con cũng hiểu ý phụ vương, nhưng thâm tâm ta là muốn ngầm tạ ơn công lao của viên tướng trẻ, tài đức đang nêu gương cho tất cả văn võ trăm quan. Chúng thâm sơn bần tăng vui cùng kính kệ, mà vẫn được nghe thôn dân cùng ca ngợi, quả là phương danh của thượng tướng đã bày khắp ngõ hẹp hàng cùng. Vừa là văn nhân tài tuấn, vừa là một kiếm khách anh hùng, lên ngựa không sợ máu hồng, xuống ngựa rất sành thi ca. Nhưng bất kiêu nhi chỉ coi trọng chữ tình, làm nhục một công thần. Tội lỗi này ta xử trảm để làm gương. Ý lệnh. Chúa công, nếu chúa công đã quyết giết Ngũ Châu thì xin cho tiện nữ cùng được chết. Dẫu sống chưa đồng sàng đồng tịch, nhưng xin được đồng quan đồng quách, lúc lâm chung cho khói lạnh trái tim nồng. Chưa sống làm chi cho lọt thuyết
nữ mồ côi cha mẹ, được chúa công nghĩ nghĩa kim bằng đem về nuôi dưỡng bấy lâu nay, còn lo lắng cho một tương lai sáng y làng. Nhưng chỉ nọ không hồng, lá kia không thanh, thì tiên nữ có chết đi cũng vẹn nghĩa tôi thân. Vẹn à? Con tưởng dễ chết lắm sao con? Ba tánh trong tay ta, ta muốn người nào sống là sống, muốn chết là chết. Mà muốn được như vậy cũng không phải dễ đâu con à. Ta không là thú dữ, nhưng ta đang trị vì thiên hạ, cho nên con phải sống. Tâu chúa công, xin chúa công vì đức hiếu sinh của Phật tử mà tha chết cho thế tử. Bần tăng thiết nghị muốn tỏ ra làm một vị minh quân, biết quý trọng công thần, chúa công còn có biết bao nhiêu thứ cực hình. Những ngày dài trong ngục lạnh, thế tử sẽ có thời gian bình tâm suy xét thân phận của mình, để trở thành một lãnh chúa tài ba. Ta không thể thay đổi lĩnh của ta được. Thượng tướng, tại sao ngài không nói câu nào? Tâu, muốn tâu chúa công. Gì nữa Nguyên Bá, khanh đã mệt suốt ngày nay rồi, không chừng chưa ngã lưng được nữa, phải không? Tâu phải, nhưng... khanh muốn gì? Xin chúa công cứu vớt dùm thanh danh của hạ thần. Nếu đêm nay thế tử bị xử trảm, thì tiếng trung tình của thế tử sẽ bay khắp dân gian, bay về hậu thế. Còn tiếng xấu của hạ thần cũng bay như vậy, cái chết của thế tử sẽ làm cho hạ thần bị nguyền rủa đời đời. Vậy ta chỉ hạ lệnh giam nó. Giam tâu cũng không nên. Thôi được, ta có cách trị nó nhẹ nhàng, lại không làm cho khanh mang tiếng. Ngũ Châu, nể tình Nguyên Bá ta tha chết cho con, nhưng ngày mai con phải khăn gói lên đường theo thiền sư để học đạo 3 năm. 3 năm dài lắm sao? Có sống như bọn ta rồi mới biết 3 năm không bằng một cái chớp mắt. Sau 3 năm đó, con có thể là một bậc minh quân. Ngày mai thiền sư lên đường sớm, hai thầy trò bất tất phải đến từ giả ta. Con hãy tạ ơn thượng tướng và đừng ai tâu rỗi gì nữa. Thưa sư phụ, con tụng kinh là vừa. Đệ tử nghĩ là kiếm thuật của sư phụ còn rất nhiều bí ẩn ảo diệu. Ngũ Châu. Dạ. Sau tháng nay đệ tử học đạo gì? Chúa công ra lệnh cho ta truyền đạo cho đệ tử mà rút lại chỉ vì mến con. Ta đã làm điều trái ngược, vậy còn thế kiếm đường gươm làm quen ô cửa thiền. Người đã vui với tiếng mõ hồi chuông lại bị lôi về thế tục, uổng công ta gột rửa tấm lòng tần. Sau tháng nay ta buồn bã không nguôi, vì đạo hạnh đã trôi xuôi, chất ngủ ta chỉ gặp toàn ác mộng. Đệ tử rất lo âu cho cơ nghiệp của phụ hoàng. Một mai người cởi hạ quy tiền, mà đệ tử chưa có đường gươm siêu tuyệt, thì gâm dốc vàng sờn sẽ về tay thượng tướng của đường triều. Đừng làm bẩn tay ta. Sư phụ! Sư phụ! À kìa, Lâm huynh! Cất thanh kiếm đi sư đệ.
Lâm huynh hãy thay sư phụ dẫn cho đệ dạy đường. Ta bảo cất kiếm đi. Chúa công chỉ là một tay kiếm tầm thường mà trị gì một cõi. Anh hùng kẻ sĩ đều mến phục, sao hiện đệ không noi gương đó? Lâm huynh, Lâm huynh có nhớ là đệ đã bị nhục bởi tay Nguyên Bá? Lâm huynh có nhớ đệ đã chịu chết để bảo vệ mạng sông Lâm huynh dưới đường ôm Nguyên Bá chứ? Nhớ. Lâm huynh không có cách nào đáp lại sao? Nếu vạn nhất mà hiền đệ thay chúa công trị vì thiên hạ là đại bất hạnh cho bá tánh. Ngũ Châu thế tử, ngài nên rời chùa đi. Lâm, trả thanh kiếm cho ta. Hey hey. Tiểu sư phụ này kha lắm. Sao tháng này hai anh em ta ngứa nghề quá. Giật thử vài chiêu coi. Trường Huy ngưỡng đắng một chút chứ. Dạ xin lỗi, có phải đây là triều dân tự không? Chúng tôi là thủ hạ của thượng tướng Nguyên Bá. Người của Nguyên Bá? Hắn đâu? Tên này là thằng nào vậy? Thế tử Ngũ Châu. Trời ơi, bậy bạ. Dạ hạ quan thất lễ, xin thế tử thứ lỗi. Dạ thượng tướng tôi bận bảo vệ một người sẽ đến đây trong giây lát. Bọn bay hãy lui lại cho Nguyên Bá hay, đừng gặp ta. Tụi này quen luật chiến trường rồi thế tử, chỉ nhận lệnh thẳng của thượng cấp. Thượng cấp biểu tiến là tiến, biểu đừng là đừng. Bây giờ thượng cấp tôi còn không biết sao, thế tử biểu lùi thì khó lắm. Trường Phi, đại ca đã đưa kiệu đến rồi kìa. Đàng hoàng một chút nha mày, kẻo bị rầy à. Kính chào thế tử. Kiệu của ai đó? Kính mời tiểu thơ. Thế tử, theo lệnh của chúa công, tiểu thơ chỉ được gặp thế tử trong 3 tuần trà. Trường Phi và Tử Phong, hai em đi lo trà. 6 tháng trời mới cho tâm nhau, đi suốt 3 ngày đường mà chỉ gặp mặt nhau có 3 tuần trà. Phụ vương ta có điên không? Thế tử đừng nói vậy, chúa công và hoàng hậu thường nhắc đến thế tử luôn. Mẹ ta thương ta là chắc chắn rồi, còn phụ vương thì ta không hiểu nổi con người sắt thép đó. Chúa công không sắt thép đâu, người thường ngữ đến giếng thiếp để an ủi và bảo rằng thế tử là đứa con ngoan. Hiện mà tướng đặt mình dưới lệnh, xin thế tử cứ tự nhiên truyền dạy. Sau 3 năm rèn luyện cái tâm, thế tử sẽ kế vị ngôi trời. Trong suốt đoạn đường dài, thượng tướng là người ta tốt lắm vậy thầy, ta cũng có lời khen. Trong 6 tháng trời cách biệt, chắc nàng đã nghe nói nhiều đến chiến công oanh liệt của thượng tướng đây. 6 tháng trời nay mạc tướng không hề ra khỏi Tư Dinh. Trà đây. Đêm nay ta chỉ uống 3 tuần trà thôi, còn 3 ngày đường nàng uống mấy lần trà? Thượng tướng, ngày dùng trà mấy lần? 3 ngày đếm cẩn kề nhan sắc cũ, ngày thấy thế nào? Thấy chúa công đã chọn đúng nàng dâu. Ta hỏi lòng ngươi. Mạc tướng thấy ngày trước mình lỡ lầm một cách đáng tội, được chúa công tha cho tội chết đó là may lắm. Lão, 6 tháng không ra khỏi Tư Dinh, một gã đàn ông lại không xúc động trước nhan sắc là vô lý. Các người đừng qua mặt ta. Ghen ẩu hả? Trường Phi, đừng vô phép cho tức quá mà. Khi các người uống trà thì tự do,
còn ta không phải tên tàu mà lúc uống phải có người kiểm soát. Yeah. Thế tử, thiếp phải nói làm sao cho chàng tin lòng dạ thiếp? Thủy Cúc, nàng có biết tại sao đêm đó ta gây sự với Nguyên Bá không? Vì thế tử yêu thiếp. Nàng có biết tại sao ta trở thành một kẻ tu hành bất đắc dĩ như vậy không? Vì thế tử yêu thiếp. Nàng có biết tại sao không? Trương Phi, hoàn cảnh của ta hôm nay là do nàng cả. Nếu tên tô lỗ kia bày tỏ tình yêu với nàng, nàng cử tuyệt mà đừng bao giờ nói lại với ta, thì sự tình đã không đến nồi. Ở núi Triều Dân Hiếu quạnh mỗi ngày mưa, mỗi chiều sương xuống, ta nhớ cha mẹ ta, ta nhớ nàng vô kề. Ôi, ta không biết làm cách nào để giữ nàng phải là của ta trong suốt 3 năm trời cách biệt. Trong khi người ta lập những chiến công hiển hách, tên tuổi vang dội khắp kinh thành, người ta trẻ trung quý vũ, người ta phong nhã chi tình. 6 tháng trời người ta đóng cửa ở tư dinh, cũng có khách vào ra nùm nụp, cũng có người mai mối dò la. Ôi, biết bao nhiêu là khách má hồng, cùng mơ ước có một người chồng quy vũ lại hào hoa. Đúng, nói cái đó đúng, con gái nào cũng mơ ước như vậy hết á. Không lẽ bác họ lấy chồng cỡ tôi về thì đói rồi. Trường Phi, Nguyên Bá, ta tiếc rằng ta luyện võ chưa đủ 3 năm cho nên. Ủa, thế tử lo học đạo mới phải chứ. Đạo à, phụ vương ta có tụng một thời kinh nào đâu cũng trị vì thiên hạ. Tại sao người bắt ta học đạo? Tại sao người cắt cơ bắt ngươi phò thủy cung? Phải chăng người cho ta là kẻ bất tài vô hành nên mới tạo hoàn cảnh cho trang sĩ ngõ thuyền quyên? Thủy Cúc ơi, ta biết phận của ta rồi, vậy sao lần gặp gỡ đêm nay là mãi mãi cách chia hai ngã đường đời? Thế tử, biết nói làm sao cho thế tử tin lòng tiện thiếp? Làm sao ta tin? Làm sao ta biết việc gì đã xảy ra trong vòng 3 hôm giữa một thuyền quyên với một khách anh hùng? Như bóng dưới hình trên đường dài tăm thầm, chắc trong lòng cũng thầm cảm mến nhau. Trên đường từ kinh đô đến núi Triều Dân, Mạc Tương chỉ là kẻ hộ tống mà thôi. Nếu thế tử vẫn một lòng một dạ nghi nan, tốt hơn là nàng nên sớm quay về để có thêm 3 ngày đường mà tâm sự hàn huyên. Thế tử ơi, nếu chẳng nghĩ đến 6 tháng nhớ mong, cũng xin tưởng đến chút công 3 ngày đêm khó nhau. Khi thấy đỉnh Triều Dân thấp thoáng trong mây, thiếp đã mừng muốn khóc. Khi biết rằng chốc lát nữa đây sẽ gặp lại bạn tâm đầu, sẽ tự tay rót hầu thấy từ mấy tuần tra, sẽ
nhìn thế tử cạn chén này rồi chén nữa, như uống cạn vào lòng từng giọt nhớ giọt thương. Thiếp cũng muốn vào lòng dòng mật ngọt tình yêu, trắc buổi tương hội sau thời gian quá vội. Lòng tiễn thiếp là như vậy đó, thế tử rõ ân ai sao còn nỡ nặng lời. Đó là tình cảm của những năm xưa, hay ít ra của 6 tháng trước. Còn bây giờ, bây giờ làm sao mà ta hiểu được. Giờ hay mãi mãi về sau vẫn không có gì thay đổi, không có gì lung lạc được tiếp đâu. Không phải tiếp yêu thế tử vì ngôi cao lộc cả, ơn của chúa công là ơn tái tạo, tình của thế tử là tình hẹn trăm năm. Vậy để cho chàng yên vui với kể kinh, thiếp thề không ra khỏi cửa, chôn quê phòng sẽ mạnh treo trướng rủ. Mặc tình xuân hạ thu đông, lòng đã dựng như cây tùng cây ba, thì có xa gì hoa bay lá rụng, có xa gì mưa nắng lạnh cùng. Nên tin không Nguyên Bá? Thưa nên lắm. Ta muốn tin lắm, nhưng không ai có cách giúp ta hơn người. Mạc tướng sẵn sàng. Tốt lắm, kiếm của ta đây, cầm lấy. Mạc tướng phải làm gì? Quỷ dung nhan của Thủy Cúc. Thưa thế tử. Khó lắm sao? Nhưng sắc đẹp này là của thế tử mà. Vì là của ta nên ta có quyền giữ gìn hay tàn phá. Thưa thế tử. Thượng tướng, xin người cứ xuống tay. Tôi phản đối. Nếu đại ca xuống tay là tôi phản đối đại ca luôn. Cái này là bất công. Ôi kìa, tay đại ca rung kìa. Tại sao đại ca rung? Tại vì trong đời ta chưa hề làm việc này, mà khi rút kiếm ra là chỉ biết đoạt cờ chém tướng. Lắm khi bạc giáp đi qua hồng, chuyện rất thường tình nên chẳng hề rung tay. Nhưng hôm nay trời ơi thật có sự vô cùng, tiểu thơ biết cho tôi không phải là người ác độc. Khi xuống tay lòng dạ rất ngỡ ngàng. Anh em ta đã kết nghĩa kim bằng, nhưng cái từ này mình hết nghĩa đệ huynh. Thượng tướng, xin người cứ xuống tay. Tiểu thơ xin thứ lỗi. Đi à, thằng này đi à. Trường Phi, em hãy đưa nàng vào chữa trị vết thương. Nguyên Bá, việc gì vậy hả Khanh? Tâu chúa công, phụ vương. Chuyện gì đã xảy ra cho Thủy Cúc? Tại sao máu me đẫm cả mặt mày mà con vẫn thản nhiên? Nó có lỗi gì với con không? Tâu phụ vương, có. Nó có xin lỗi con chưa? Có, nhưng con không bằng lòng. Đừng làm buồn kẻ đến xin lỗi mình. Ngũ Châu, kinh nào dạy câu đó? Tâu kinh, kinh Phật. Đành rồi, nhưng có nhiều bộ kinh, nên tìm kinh Pháp Cú để học lại câu đó. Con đọc cho ta nghe kinh Du Lan Bồn. Kinh đó con... Hay kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng được. Tâu phụ vương, kinh đó dài lắm. Vậy thì kinh Kim Cang. Con tối dạ lắm. Thượng tướng Nguyên Bá, ta đã cải trang theo các khanh 3 ngày, lòng ta cũng muốn thăm đứa con yêu quý này. Tiện dịp để thử coi nhan sắc có phải là miếng mồi cám dỗ khanh hay không. Rốt cuộc ta rất hài lòng về con dâu tương lai và hãnh diện trong triều đình có một người như Nguyên Bá. Vậy tức khắc khanh hãy đưa Thủy Cúc về triều và mời thiền sư đến đây cho ta giải biết. Tâu dân.
chúa công Gia Lâm. Chào hiền đệ, thằng bé này học hành ra sao? Thế tử rất là... Nên nói thật. Thế tử rất có khiếu về võ thuật. Ngũ Châu, con luyện võ bao lâu rồi? Dạ, con năn nỉ sư phụ chỉ giáo 6 tháng nay rồi. Người báo sẽ là của con, trăm họ là của con. Một lệnh con ban ra sẽ không có người cãi lại. Con có biết cãi lại lệnh vua là thế nào không con? Đông Sơn Thiền Sư, làm tôi mà cãi lệnh vua là hạng tôi gì? Tôi đó là phản thần. Tại sao khanh cãi lệnh ta? Sao khanh chiều ý thằng khốn nạn này để cả hai thầy trò phải mang tiếng là phản thần? Ngài ta dựng nghiệp là nhờ khanh. Thằng này còn nằm trong bụng mẹ, khi nó chào đời giang sơn đã vững như bàn thạch. Nó tưởng đâu nó sanh ra là để làm vua, ai nghịch ý nó là nó muốn giết ngay người đó. Vì vậy ta muốn nó tu tâm sửa tánh để thay ta mà giữ lấy sơn hà. Không ngờ triều đình không phải có một mà tới hai phản thần, khanh và nó. Tưởng tình bạn cũ, ta tha chết cho khanh, nhưng ta ra lệnh 3 ngày nữa phải mang thủ cấp tên này xuống hoàng cung. Phụ vương, phụ vương. Khi nhận thơ mời của bản cũ, ta đã không nén được lòng trần, buông trôi mình trên dòng náo nhiệt, nên ngày nay mới vương dòng quan nghiệt. Sư phụ, con hối hận cũng đã muộn rồi. Lệnh vua là lệnh trời, không ai dám cãi lời. Dù chỉ một lần thôi, tiếc rằng ta đã chiều con. Mất lòng tin cậy của chúa công, lại mang tiếng phản thần, thà là chết còn hơn. Có quả gì có nhân, cái nhân của hận thù gieo từ một tối nào, nay ân quang phân minh. Cây ân xưa cứu mạng, nay đến lúc trả rồi. Tôi xin chết thế cho người, khỏi mang tiếng phụ thân. Phụ thân, hãy cắt thủ cấp của con sau khi con tự sát để mang xuống hoàng cung. Sau 3 ngày đường sẽ không còn ai nhận ra được nữa. Vĩnh biệt. Lâm Quân chủ. Cửa thì đứt đầu à? Chúa công và hoàng hậu vạn tuế. Con đánh đàn đó à? Tâu dân.
âm nhạc cũng giúp cho người ta quên nỗi phiền muộn được lắm. Vết thương của con đã lành hẳn chưa? Thưa chúa công, đây. Đó, hậu thấy không, mặt qua da phấn như vậy mà nó quỷ hoại nhan sắc của người ta như vậy cũng tại hậu một phần. Đàn bà nào cũng thương con một cách mù quáng. Lệnh nào của chúa công ban ra, thần thiếp có dám nghịch ý đâu. Phải chi xưa kia hậu sanh cho ta thêm một gái nữa thì thật là hay. Thật dễ xử vô cùng, có đâu ta phải khổ đi nhọc lòng. Sanh gái hay trai là do nơi số mạng, thần thiếp cũng muốn làm vừa ý chúa công. Nhưng nghĩ cho cùng hiện giờ cũng là toàn vẹn, ta chọn dâu rồi thì coi nó như con ruột. Nếu là con ruột thì ai nói làm gì, ngũ châu nó là tên khốn nạn, sẽ bị xóa tên trong hoàng tộc. Hiện nay con đã vui cùng tiếng mò hồi chung, sao chúa công vẫn chưa được hài lòng, trong khi thiếp đã dằn được nỗi nhớ nhung. Đến chết ta cũng chẳng hài lòng, từng tuổi này mà phải khổ vì con. Ngày xưa cha con bé này đã đông sông tây đục, vợ chồng ta mới có cái cơ nghiệp hôm nay. Bây giờ người đã cởi hạt quy tiên, ta những mong làm cho nó hạnh phúc, để dưới suối vàng bạn cũ được hạ lòng. Nhưng không ngờ thằng Vũ Châu quá tệ, một đứa con hư, một tên phản thần, một người tình cố chấp. Sau 3 năm học đạo, cô mong rằng thế tử sẽ hiểu biết cho cô. Chắc vết thẹo này làm cho con nhớ Ngũ Châu lắm, và nhớ cả người tự tay gây ra nó. Con nghĩ sao về thượng tướng Nguyên Bá? Vết thẹo này đã giết một người, và cũng chính vết thẹo này đã làm sống lại một người trong lòng con. Chúa công, chúa công không tin lòng con. Ta không tin con thì tin ai? Nhưng sông núi còn đổi dời thì lòng người đất sao không biến chuyện. Lòng giả nào mà chúa công nói đùa? Đùa. Hậu, hậu nên nhớ, từ câu này về sau, mỗi lời ta nói ra là sự thật, là dính líu tới vận mạng của một số người. Thủy Cúc, giả tỷ như thế tử Ngũ Châu đã ra người tiên cố, thì cuộc đời con rất khổ. Khổ gì bằng cái khổ mất người yêu, mà âm dương đã vĩnh viễn chia lìa. Con hãy coi như đã mất Ngũ Châu, cuộc đời có thay đổi gì đâu. Hãy có sanh tức là có diệt, có trùng phùng thì sẽ có chia ly. Con xét mình không có tội gì, hoặc là không xứng đáng với hoàng gia, thì dẫu cho buồn khổ không cùng, con bằng lòng xa lánh đế kinh. Không, chỉ có Ngũ Châu mới không xứng đáng với con. Nó đã chết rồi. Chúa công, ta không biết nói đùa. Ta đã hạ lệnh cho Đông Sơn Thiền Sư cắt thủ cấp nó. Nay đã đúng kỳ hẹn 3 ngày, nếu không đến tức là có âm mưu gây loạn. Tâu chúa công, có hòa thượng Đông Sơn xin ý kiến. Bảo ta gọi tới đây. Hắn đã y lệnh. Ít ra đó cũng là tinh thần hiệp sĩ. Nếu quả thật Ngũ Châu đã chết, thì chúa công đã ra lệnh giết thiếp còn hơn. Chúa công và hoàng hậu vạn tuế. Những người này họ đang cho là ta nói đùa đây. Khanh hãy cho ta biết Ngũ Châu đâu rồi, sống hay chết. Tâu chúa công, tạ ơn chúa công đã tha cho kẻ phản thần già nua này. Hạ thần không dám trai lĩnh lần thứ hai, nên đã cắt thủ cấp Ngũ Châu, đem về trình lại chúa công, thì hãy trình thủ cấp ra.
cho mọi người được xem qua, để họ biết lệnh của ta không phải cất đùa. Đi suốt ba ngày đường, hạ thần phải đóng thùng cho khỏi có mùi hôi. Nếu trình cho chúa công thật là bất tiện, vậy xin người cứ hạ lệnh đem chôn. Các khanh cho ta là phường ngu dại, muôn bài trò gạt gẫm nữa hay chăng? Thủ cấp có hay không, hãy đem vào đây nhanh lên. Ngủ cháu nợ đỡ thì cút vào trong. Chú công nợ giết con tôi rồi. Con của hậu chứ không phải con của ta. Hậu là người còn ta là cầm thua. Chúa công không phải là cây là đá, sao lại hạ lệnh giết con cho mình tuyệt tử, cho hiu quạnh cung son, cho lạnh lẽo ngay rằng. Cho trái tim cô yếu không còn chút y máu hồng, cho từ nay mỗi sáng không có tiếng ngũ châu vang ngang phủ vương cùng mẫu hầu, đêm về không còn ai để bàn luận chuyện. Nhưng thà không coi chớ có mà làm chi, cây thư bất hiếu nhi nó sẽ làm điên đảo núi sông này. Đông Sơn Hiền Khanh, ta đã làm cho cửa thiền nhuộm máu, ta đã đắc tội với Phật, ta buộc Khanh chặt thủ cấp của Ngũ Châu, ta có lỗi với Khanh. Chia cắt mối tình đầm thắm của bọn đầu xanh, rồi từ nay giữa hoàng cung bao la quạnh quẻ, nỗi khổ đau kia sẽ dài dò chúa công vàng tiếp trong lúc tôi đã về. Ngũ Châu, Ngũ Châu con ơi, con chết đi sẽ để khổ để đau cho mấy người còn sống. Những tên nghịch tử phản thần, nếu ta thương mi thì sau này trăm họ sẽ lầm than. Con nó đã chết rồi, chúa công còn giận nữa làm gì? Hãy để tiếp lo cho con một yên mở đẹp. Thì vậy, hãy đem quan thủ cấp này xuống sông. Chưa không. Diệu hoàng hậu về cung. Thiền sư, dường như Khanh xúc động, dẫu biết đời là biển dâu mất còn vốn sự thường, nhưng thà là đừng có nó 18 năm nay. Thiền sư ơi, ngài hãy cho phép tôi khóc trước mặt ngài. Tôi khóc vì tôi không bằng loài dưỡng sông trên rừng, tay ẩm con trên cành, tay vuốt chòm lông tơ, chẳng may dưỡng mẹ bị tên, còn biết khóc với con
ráng cho con bu thật nhiều rồi mới chịu buông tay. Vì chăm dắt muôn dân, chúa công bị bổn phận buộc ràng, sống trong thước ngọc khuôn vàng nên chẳng còn sinh tu tự do. Ôi ngai vàng và điện ngọc ta quan hận nó đã nhiều, khanh hãy liệu cách nào ta từ bỏ nó được chăng? Đông Sơn Thiền Sư, ta muốn thi pháp quy y. Hạ thần không dám phản đối, nhưng lấy ai là người đủ tài đức để chăn dân trị nước? Thằng Lâm Vũ con của khanh nó hiện ở đâu? Dạ chắc ở dưới sông. Ta muốn truyền ngôi cho nó ngày mai này. Tâu thần Lâm Vũ con của hạ thần. Khanh đừng để ta thất vọng. Hạ thần không dám làm chúa công thất vọng, nhưng mà thằng Lâm Vũ nó đã xem trần ai là cõi tam. Hiện giờ nó sống như gió, như mây, như ánh tà dương, như sương buổi xóm, lòng trí thống vong không còn nặng gánh công hầu. Nó buồn như thông reo, nó vui tà hơ xuôi gào, nó mãi mãi ở bên cạnh hạ thần mà mãi mãi như không. Xin chúa công hãy để cho nó được yên, đó là cách chúa công quý trọng cửa thiền, quý trọng ban hiền lê chuối ngày tàn tên non vắng. Khanh buộc ta phải làm vua mãi hay sao? Ôi cũng chính vì cái địa vị này mà ta giết con ta. Ta không muốn làm nô lệ cho quyền quý danh vọng nữa. Nếu ngày nào ta còn chiếm chế đến ngai vàng thì ngày ấy vợ ta còn khổ và tâm hồn ta còn khổ. Khanh hãy cứu ta. Biết cõi tục đã lắm điều phiền muôn, thế mà hạ thần không quyết lìa xa đẩy lụy đến thân mình. Chúa công thần Lâm Vũ đã không còn mà không còn thiết đến cõi đời không thiệt tướng. Xin chúa công hãy để nó được nhẹ nhàng như gió như mây. Nghĩa là ta vẫn là vua, vẫn có quyền cho thiền sư. Tâu vâng. Vậy ta truyền cho khanh ngày mai Lâm Vũ nó phải vào cung ý kiến ta. Chúa công, làm sao Lâm Vũ nó... Làm sao mặc nó? Hay là... Hạ thần bằng lòng cho Lâm Vũ nôi ngôi chúa công. À hay lắm. Nhưng xin chúa công cho phép hạ thần dạy nó một năm nữa, rồi cha con hạ thần sẽ đến ý kiến chúa công. Một năm nữa? Thôi cũng được. Bây giờ khanh có thể tự tiện ra về. Chúa công cho phép. Thị vệ, khi ngựa mời thượng tướng Nguyên Bá đến đây. Thị cúc đâu? Thị cúc. Tâu chúa công. Con cứ ngồi nghe ta nói. Đa tạ chúa công. Con hãy coi Ngũ Châu như là anh ruột của con, một người anh không xứng đáng. Và kể từ nay hoàng gia sẽ nhìn nhận con là công chúa, ta sẽ định bề gia thất cho con. Chúa công,
Phải gọi là phụ vương chứ công chúa. Phụ vương, con không quên được thế tử đâu. Ngũ Châu là gì của con, công chúa? Dạ là anh ruột của con. Vậy con có chồng có gì là trở ngại đâu. Chúa công vạn tuế. Có phải vết thẹo này chính tay khanh gây ra không? Tôi vâng, nhưng hạ thần tuân theo lệnh của thế tử. Thằng khốn đó nó đã chết rồi, khanh phải gánh lấy hậu quả việc của mình làm. Nhan sắc là của quý báu nhất của người con gái, thế mà khanh là quỷ hoại đi. Vậy ta ra lệnh khanh phải ở lại đây từ bây giờ cho tới sáng mai. Nếu khanh không có cách gì xóa vết thẹo trên gương mặt ái nữ của ta thì ta hạ lệnh xử trảm. Ta về. Đúng là bị sao la hầu mà. Thượng tướng nói chi? Tôi nói năm nay tôi bị sao la hầu. Tiểu thơ nghĩ coi, 6 tháng trước nguyên bá tôi nói bậy có một lần hả? Thượng tướng có nói bậy sao? Thì nói yêu tiểu thơ rồi đổ nợ tùm lum. À, tôi nhớ rồi. Thế tử Ngũ Châu phải bị đài lên núi triều dân, mới nghe tin người chết, tôi bất nhẫn trong lương tâm, rồi đây tôi sẽ bại liệt thân danh. 6 tháng này nguyên bá tôi ẩn mặt, đóng cửa ở Từ Dinh, đọc sách cho qua cơn buồn bực. Bóng lĩnh truyền phò tiểu thơ đi dạo núi để gây ra vết thẹo này. Lòng tôi không thù oán, lại luôn luôn kính phục ngài, cần chi cái nhan sắc trang này, miễn gian tình chung thủy với Ngũ Châu. Hãy thấy vết thẹo kia là tôi đã phát rầu, nhớ tới cái sao là hầu, nhớ nhất là cái đầu sẽ rụng ngày mai. Thượng tướng sợ chết à? Không, nhưng chết lặng nhách cũng khó coi quá. Vậy ngài hãy xóa vết thẹo cho tôi. Giá trời có lẽ dễ hơn. Xin chào. À, mưa to quá. Thượng tướng, thiếp mời dùng chén rượu cho anh. Cảm ơn. Tôi đã bỏ rượu 6 tháng nay rồi. Y Xuyên, đem trà. Có lẽ thượng tướng bình tĩnh chờ ngày mai. Dân. Để ca ngợi lòng can đảm của thượng tướng, thiếp xin đàn cho thượng tướng nghe trong khi người dùng trà. Đa tạ tiểu thơ. Lòng sâu tiếng ai theo tiếng tơ, tiếng tiêm buồn ngân theo như ru. Ngài về đâu còn nhìn lại mây trắng bay, mây cách ngang đời ta mây trắng chờ. Ai biết cho ta chân bữa sao lòng vẫn còn buồn, ai biết cho ta chân bữa sao lòng vẫn còn nhớ, nhớ một ngày nào tiếng tơ loan khai thải tiếng lòng. Ai biết cho ta chân bữa sao lòng vẫn còn buồn, ai biết cho ta chân bữa sao lòng vẫn còn nhớ, nhớ một ngày nào tiếng tơ loan khai thải tiếng lòng. Thượng tướng, bản đàn đã dứt rồi. Bản đàn hay lắm. Không biết tiếng hát của tôi có gây chút xúc động nào cho tiểu thơ không? Có, tôi xúc động. Vì tôi biết rằng tôi chỉ đàn cho thượng tướng hát một lần cuối trong đêm nào.
lỡ mai này người đi muôn cõi xa, ai nhớ cho những nhát thương tài ba. Càng buông lời lòng mà thêm xót xa, một mũi gươm nạt tan đời qua. Nhưng nguyên bá tôi đã cho mình đang chết khi dùng đường gươm quanh liệt để tạo nên tỳ vết cho một đó qua. Tiếc là đêm nay không ai chuốc kỳ rượu nồng để cho người tráng sĩ nâng bầu, đưa nỗi sầu vàng có khắp tâm can. Tôi đã điên khùng ngu dại, tôi đã trung thành vô lý. Tại sao ở triều dân tử tôi lại dâng lời thế tử liếc khi một đường gươm cho qua heo trên cành? Vậy mà tôi những tưởng thưởng tướng là người chỉ biết hành động mà không bao giờ hối hận. Thường là thế, nhưng trong hoàn cảnh này thì khác. Lúc cày mũi gươm quang nghiệt vào một đó qua nón nà xuân sắc, là tôi vừa muốn xóa bỏ ghen hờn trong lòng thế tử Ngũ Châu, vừa muốn gạch trong lòng tôi một đường ranh tình cam. Nhưng đến nay nguyên bá tôi mới biết mình lầm lẫn, vì vết thương kia chỉ tô đậm vết thương lòng. Tiểu thơ càng hãnh diện với bản tâm đồng thì Ngũ Châu càng thêm ghen tức. Tại sao người tự tay gây ra thương tích không bị nàng thắng cho một lời nguyền rủa dù giờ? Tôi có cách giúp cho thượng tướng xóa bỏ vết thẹo này. Chắc thượng tướng biết rằng chúa công không bao giờ nói đùa. Dân. Và tôi thì không hề yêu thương thượng tướng. Người tôi yêu đã chết rồi. Nguyên bá xin chia buồn và nhận lỗi về phần mình. Chúa công đã bị mất một đứa con yêu, không thể để cho người mất thêm một vị công thần. Thế nên ngày mai khi vào bái kiến chúa công, thượng tướng nên bẩm tấu cho người thường là thượng tướng thuận cùng tôi đính ước, và hôn lễ sẽ cử hành một năm sau. Nhưng tiểu thơ đã chẳng yêu tôi, càng buộc ràng càng rắc rối mà thôi. Tôi chết đi là mọi việc sẽ êm xuôi. Trước chúa công tôi không dám dối người, mà dối lòng thì nguyên bá cùng không quen. Thì chỉ đâu vậy mà thôi, còn... Xưa nay nguyên bá tôi hễ nói là làm. Còn lần này, tiểu thơ, xin tiểu thơ đừng hạ nhục một tráng sĩ đầu đổi trời chân đạp đất. Nguyên bá tôi không cưới được tiểu thơ làm vợ, cũng không giả vờ đến nước để cứu sanh mạng của mình. Chào vĩnh biệt. Kẻ gian đã tặng cho bá tôi một cánh tay này, tôi đã để cho hắn tự do chạy trong đêm mưa, trông tội nghiệp lắm. Chúa công vạn tuế. À, hay lắm, khanh đã đúng hẹn.
tiếc rằng hạ thần chỉ đến đây để tâu lại Chúa Công. Những điều bất trắc thường xảy ra trong trời đất làm xoay chuyển lòng người trong kiếp phù sinh. Lòng ta không bao giờ xoay chuyển được. Phúc đức của Chúa Công được hưởng dải non sông, không ai kê vị ngôi trời. Ta yên lòng về am vắng khi biết được ngai vàng thuộc về vị Chúa Có Căn Tu. Chúa Công, thằng Lâm Vũ nó đã ra người thiên cổ rồi. Đồng Sơn, khanh dối ta đó phải không? Muôn tâu, trong cuộc đời tu hành, thần đã một lần nói dối, đâu dám để cho quỷ sư cắt lưỡi lần thứ hai. Ngũ Châu đã chết, Lâm Vũ ra người thiên cổ. Cũng may nếu ngày xưa ta hạ lệnh giết Nguyên Bá thì cả triều không còn ai xứng đáng nữa. Thượng tướng có tội chi? Tội không cưới Thủy Cúc. Ta buộc hắn cưới nhưng hắn thà chết chứ không làm trái với lương tâm. Thị vệ xuống ngục mời thượng tướng Nguyên Bá. Bây giờ ta mới biết trời không chiều ai cả, kể cả vua. Phải chi thằng Ngũ Châu nó còn sống. Chúa Công có tiếc thê tử không? Để làm gì? Chúa Công vạn tuế. À, thượng tướng bình thân, ta rất hối hận đã xử tệ bạc với khanh. Hạ thần rất hài lòng những biệt lễ của Chúa Công dành cho trong thời gian ở ngục thất. Nguyên Bá, năm trước vụ Thủy Cúc khanh đã thắng ta, bây giờ ta xin khanh hãy nhường ta một hiệp bằng cách là khanh hãy tuân lệnh ta. Chúa Công, nếu cưới Thủy Cúc thì thần đâu còn là tráng sĩ. Không không, trận đó ta chịu thua khanh rồi. Ngoài việc đó ra, lửa bỏng dầu sôi gì hạ thần cũng chẳng từ nan. Ta muốn khanh thay ta mà ngự trị ngai vàng. Tâu Chúa Công, còn thế tử nó đã chết rồi, chính ta đã hạ lệnh giết nó. Khanh, khanh muốn đùa trên sự đau khổ của ta có phải không? Xin Chúa Công bất giận và cho dời tiểu thơ Thủy Cúc đến đây. Chúa Công sẽ biết chắc rằng thế tử còn sống. Cho dời Thủy Cúc. Hạ thần đắc tội với Chúa Công. Tội gì? Xin cho cấm vệ quân đến dinh của hạ thần mang hai thanh kiếm treo trên vách đến đây. Quân ý lệnh. Thưa thiền sư, nguyện ba tôi thiết nghĩ thế tử đã phục sức rồi, cả năm trời nghe tiếng mõ hồi chuông, chắc tâm can cũng thay đổi đôi phần. Thiền sư là người từng cầm gươm lên ngựa, có ly đầu cắt thủ cấp học trò, mình phạm tội khi quân lại để lụy cho người, cư xử đã ngược đời lại trái luật thiền môn. Hòa thượng Đông Sơn đã lìa đường danh lợi, khanh đừng nên bó buộc nặng lời. Ta với bạn là tri kỷ lâu rồi, tâm lý của người ta nào là chi đâu. Chúa Công vạn tuế. Thượng tướng Nguyên Bá muốn gặp mặt con để báo một tin mừng. Trước một ngày tôi bị hạ ngục, tôi có đến viếng tiểu thơ, chắc tiểu thơ còn nhớ. Dạ phải. Khi ra về tôi đã bị kẻ gian toan ám hại, may mắn tôi đã chém y đứt một cánh tay. Tôi đã cho y xuyên chôn rồi. Có chuyện đó nữa à? Thưa thượng tướng, thanh kiếm này của người đây. Không, thanh này của tôi, còn thanh này của thằng Ngũ Châu đây mà. Kẻ gian đã bỏ lại trong giường Thủy Cúc. Như vậy là thiền sư, thủ cấp của ai mà khanh đem lừa dối ta? Muôn tâu, đó là thủ cấp của thằng Lâm Vũ đã hy sinh cho trọn với bản hiền, cho Chúa đừng mất con. Cho người cha
soi xuống gương. Các thủ cấp học trò, nghĩa là Ngũ Châu nó vẫn sống. Tâu dân nhưng sống với tấm lòng vui với kể kinh. Hiện giờ Thế tử ở đâu? Xin chúa công tha tội, hạ thần có đem Thế tử về và gửi cho hoàng hậu. Nó thăm mẹ nó, Ngũ Châu đâu, hoàng hậu đâu, hãy đem Ngũ Châu ra đây. Con nó sợ lắm, chúa công có tha cho nó không? Không lẽ ta giết con một lần thứ hai? Không lẽ Ngũ Châu, con còn sống đây mà, còn một tay con đã, con đã gửi lại vườn thủy cốt trong một đêm tâm cuồng trí loạn. Phụ vương ơi, con biết mình kém tài thượng tướng nên thừa lúc đêm mưa toan ám hại cho thỏa mãn sự ghen hờn. Nhưng con đã tám bại trước đường gom bạc tùy siêu quần, thượng tướng đã tha người chạy trốn chỉ lẳng lặng đem gom treo ở Tư Dinh. Kể từ đó con không còn cách nào luyện tập võ công, nên lòng vẫn lòng vui với kể kinh và muôn đời nhớ ơn người quân tử. Cho lòng kẻ tiểu nhân càng thêm căm tức trước phong cách của một người võ sĩ kiêu hùng. Vì người đã làm tăng thêm lòng mến phục của khách ni má hồng. Sau mấy tháng trời dưỡng bệnh tôi không hề nghe ai nhắc tới Ngũ Châu. Tôi mới biết là chuyện ngày xưa đã được thượng tướng âm thầm dấu kinh với anh chốt trong đêm mưa và thanh gươm bó lại. Thượng tướng có là gì tông tích kẻ tiểu nhân? Đúng rồi, thượng tướng thà chết chứ không nói ra. Đến hôm nay chính người tiết lộ cho ta biết tư cách của thượng tướng ngang hàng với thầy học của con rồi. Hạ thần giảng tả chúa công đã mặc nhiên xá tội khi gây thương tích cho người con yêu quý. Thưa tiểu thơ, ngày nay châu hoàng cửu phố gió xưa về giường cũ qua đổ thu vàng liễu lại xanh tươi. Một lần nữa nguyên ba tôi nghiêng mình tả lỗi, xin tiểu thơ đừng hờn giận lúc soi gương khi nhớ lại đường gươm ngu muội đã làm cho quen ngô ngọc ngà. Một cánh tay đứt, một cây đầu rơi, một năm trời học đạo, Thế tử đã lạnh lùng cùng danh lợi, trầm tĩnh với tình yêu, là hạ thần toại nguyện rồi.
từ đây đến non xa vui cùng mây bay gió thoảng. Xin chúa công và thê tử đừng lai vãng, để đỉnh triều dân không vương bụi kinh thành. Xin cao biệt sư phụ. Còn nguyên bá, xin phép chúa công cho phép thần lui về sằng dạ. Khi biên cương có loạn, thần sẽ là dũng sĩ. Nay mưa thuận gió hòa, xin được vui thú điền viên. Thượng tướng còn phiền tôi sao? Ngài chúa công ban chỉ tứ hôn cho thế tử và tiểu thơ, nguyên bá tôi xin được hân hạnh chuốc chén rượu mừng. Bây giờ xin tạm biệt. Hai con nên tiện đưa thượng tướng, vì các con xâm hợp là nhờ đường gươm của người đó. Nguyên bá, xong việc triều đình, ta sẽ là bán đường cùng khanh ngao du sơn thủy. Một đêm mưa năm trước, tôi đã nghe tiếng đàn thủy cúc và giọng ca cảm khái của người dũng sĩ. Bây giờ thủy cúc nàng hãy vì ta dạo lên khúc nhạc xưa, để tả tình tri ngộ và tiễn đưa người quân tử. Dân lòng sầu tiếng ai theo tiếng ta, tiếng tim buồn ngân theo như ru. Ngài về đâu còn nhìn lại mây trắng bay, mây cách ngăn đời ta mây trăng chờ. Mây trôi đi còn nhau cánh xuân, chanh lòng nàng gánh. Phân hẹn kiếp qua đời chúa chát sâu biết sao trời, ai biết cho ta chân bước sau lòng vẫn còn buồn. Ai biết cho ta chân bước sau lòng vẫn còn nhớ nhớ một ngày nào tiếng tơ loan khai thai tiếng lòng. Nguyên bá tôi xin thăm tạ tình tri ngộ và yên lòng vui thú điền viên. Chúc thế tử và thủy cúc hạnh phúc trăm năm, ngày hôn lễ sẽ vượt đường xa về chuốc chén rượu mừng. Bây giờ xin tạm biệt.